Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình có hướng dẫn các bạn móc mẫu gấu trúc này. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn móc gấu trúc nhỏ xinh như thế này nhé. Chúng ta cần chuẩn bị len lưu cốt tông. Ở đây mình dùng len lưu cốt tông gồm có hai màu, đen và trắng. Ngoài ra các bạn còn chuẩn bị kim khâu len, kim móc len 2.5, kim khâu len và mắt thú, kim đánh dấu nếu các bạn chưa quen, bông nhồi nữa nhé các bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Ở phần đầu các bạn sử dụng len màu trắng tạo vòng tròn ma thuật bao gồm 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Các bạn rút len. Ở hàng thứ hai, các bạn tăng mũi, bao gồm 6 mũi tăng. Móc hai chân móc, móc hai mũi cùng một chân móc. Mũi tăng đầu tiên, mũi tăng thứ hai, mũi tăng thứ ba, thứ tư, thứ năm và mũi tăng cuối cùng, mũi tăng thứ sáu. Kết thúc hàng thứ hai, chúng ta có tổng cộng 12 mũi. Ở hàng thứ ba, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân móc thứ hai hai mũi móc đơn trung chân, là một mũi tăng đó các bạn. Một đơn và một tăng, các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ ba, chúng ta có 18 mũi. Ở hàng thứ tư, các bạn móc mũi đơn hết. Tổng cộng chúng ta có 18 mũi đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Mình đã móc tới hết hàng thứ tư. Ở hàng thứ năm, 4 chân móc đầu tiên, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 2, 3, 4. Tiếp theo, 4 chân móc tiếp theo, các bạn móc mũi tăng. Mũi tăng thứ nhất, mũi tăng thứ hai, mũi tăng thứ ba và mũi tăng thứ tư. Ở hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Ở 4 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi tăng. Mũi tăng đầu tiên, mũi tăng thứ hai, thứ ba và mũi tăng thứ tư. Còn lại 4 chân móc cuối cùng, móc vào đây mỗi chân móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 5, chúng ta có tổng cộng 26 mũi. Ở hàng thứ 6 và hàng thứ 7, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Các bạn móc tương tự hàng 6 và hàng 7, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 7. Mình đã móc từ cuối hàng thứ 7. Ở hàng thứ 8, chúng ta giảm mũi. 4 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 2, 3, 4. Ở 4 chân kế tiếp, xin lỗi các bạn, bây giờ chúng ta móc 4 mũi giảm liên tục cho mình. Mũi giảm đầu tiên, mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba và mũi giảm thứ tư. Sau đó các bạn móc hai chân móc kế tiếp là hai mũi móc đơn. Tiếp theo là 4 mũi giảm. 1, 2, mũi giảm thứ ba và mũi giảm thứ tư. Ở 4 chân móc cuối cùng, các bạn móc vào đây mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 8, chúng ta còn lại 18 mũi. Ở hàng thứ 9, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm một đơn và một giảm cho tới hết hàng. Sau khi lặp lại cụm một đơn và một giảm 6 lần, các bạn trượt mũi.
và cắt len. Các bạn trừ ra một đoạn len để mình còn khâu với phần thân nhé. Như vậy là chúng ta xong phần đầu. Chúng ta tiếp tục với phần thân. Mình hướng dẫn các bạn thêm một chút về phần đầu nhé. Các bạn gắn mắt ở hàng giữa hàng thứ 5 và hàng thứ 6. Mỗi mắt cách nhau tầm 3 đến 4 mũi. Sau đó các bạn mới nhồi bông. Ở phần thân, chúng ta bắt đầu với len màu trắng. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật bao gồm 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Các bạn rút len. Ở hàng thứ 2, các bạn tăng mũi. Tổng cộng chúng ta có 6 mũi tăng. Mũi tăng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và mũi tăng thứ sáu. Kết thúc hàng thứ hai, chúng ta có tổng cộng 12 mũi. Ở hàng thứ ba, chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân móc thứ hai là một mũi tăng, một đơn và một tăng. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ 3, chúng ta có 18 mũi. Ở hàng thứ 4, 6 chân móc đầu tiên, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đen. Xin lỗi các bạn, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Ở chân móc cuối cùng, ở chân móc thứ 6 này, các bạn lấy len màu trắng qua. Sau đó các bạn nối len màu đen vào. Nối len màu đen vào, chúng ta chuyển qua len màu đen. Sau đó móc một mũi hạt bắp nhỏ ở chân tiếp theo. Các bạn vòng len, kéo len qua hai vòng trên chân kim. Sau đó tiếp tục các ở chân ở cành này, các bạn móc cành trước nhé các bạn. Ở mũi này các bạn móc cạnh trước. Sau đó tiếp tục vòng len và kéo qua hai vòng len trên chân kim. Chúng ta có 3 vòng len trên chân kim. Lúc này chúng ta kéo một lần qua hết 3 vòng len trên chân kim. Sau đó các bạn lên hai bính và các bạn trượt mũi vào chính cái chân mũi này. Các bạn trượt mũi nhưng các bạn dùng len màu trắng để mình trượt qua nhé các bạn. Mình chuyển qua len màu trắng luôn. Như vậy là chúng ta tạo được một chiếc chân cho gấu trúc. Sau đó ở 4 mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1, 2, 3. Ở chân móc thứ 4 này, các bạn lại tiếp tục lấy len qua và đổi qua len màu đen. Kéo len màu đen qua. Tiếp tục tạo một mũi hạt bắp nhỏ vào cạnh trước của chân móc. Lên hai bính và trượt mũi. Trượt mũi đổi qua len màu trắng giùm mình. Còn 6 mũi, 6 chân móc còn lại, móc vào đây mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 3 4 5 và 6. Chúng ta kết thúc hàng thứ 4. Ở hàng thứ 5 và hàng thứ 6, mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc đơn. Hàng thứ 5 và thứ 6 chúng ta có tổng cộng 2 hàng. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn nhé các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 6. Mình đã móc tới cuối hàng thứ 6.
Hàng thứ 5 và thứ 6 thì các bạn tiếp tục sử dụng len màu trắng nhé. Ở chân móc cuối cùng của hàng thứ 6, các bạn lấy len qua và tiếp tục đổi qua len màu đen. Ở hàng thứ 7, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Chúng ta có tổng cộng 18 mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng. Mình đã móc tới hết hàng thứ 7. Ở hàng thứ 8, 7 chân móc đầu tiên, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 và 7. Ở chân móc tiếp theo, chân móc thứ 8, các bạn móc vào đây một mũi hạt bắp nhỏ. Móc cạnh ngoài nhé các bạn. Tiếp tục chân móc tiếp theo. 3 chân móc tiếp theo. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ở chân móc kế tiếp, tiếp tục là một mũi hạt bắp nhỏ. Ở 6 chân móc còn lại, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Chúng ta kết thúc hàng thứ 8. Ở hàng thứ 9, các bạn móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 9. Mình đã móc tới cuối hàng thứ 9. Ở hàng thứ 10, các bạn chân móc đầu tiên, các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm một đơn và một giảm cho tới hết hàng. Sau khi lặp lại cùng một đơn và một giảm 6 lần, các bạn trượt mũi và cắt len. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong phần thân. Bây giờ chúng ta nhồi bông vào và khâu với phần đầu. Chúng ta tiếp tục móc phần tai của gấu. Ở phần tai, các bạn tiếp tục sử dụng len màu đen. Tạo vòng tròn ma thuật bao gồm 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Sau đó các bạn rút len, kéo chặt lại và các bạn cắt len. Các bạn cắt dư một đoạn len để mình khâu vào phần đầu. Các bạn làm tương tự với tai còn lại. Sau khi các bạn nhồi len, nhồi bông vào phần đầu và phần thân, các bạn dùng kim khâu len khâu phần tai vào phần đầu. Các bạn khâu tai còn lại ở phía bên này. Sau khi các bạn khâu phần tai vào đầu thì các bạn khâu phần còn lại, phần đầu và phần thân.
bạn khâu xong, các bạn giấu len và cắt len. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bé gấu trúc nhỏ xinh như thế này. Các bạn có thể làm móc khóa. Chúc các bạn thành công nhé. Có gì thắc mắc cứ để lại bình luận phía dưới, mình sẽ hỗ trợ. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.